Từ nay đến hết năm 2021, ba con giáp cực đỏ đổi đời giàu to. Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, mỗi khoảng thời gian trôi qua, ai cũng mong muốn cuộc sống của mình sẽ ngày càng tốt đẹp. Nếu không thể giàu có dư giả, thì ít nhất mỗi ngày đều trải qua một cuộc sống bình yên, không chút phiền muộn. Tuy nhiên, trong cuộc sống mỗi người đều phải đối mặt với nhiều khó khăn, trắc trở để đạt được thành công như mình mong muốn. Bản thân mỗi người đều phải không ngừng nỗ lực, thay đổi bản thân từng ngày, mong cầu mọi thứ được tốt đẹp hơn. Tử vi học có nói, trời sinh mỗi người một số mệnh, không phải ai sinh ra đều đã gặp được may mắn. Có những người phải đánh đổi và hy sinh rất nhiều, nhưng vẫn không thể khấm khá lên được, cuộc sống vẫn dậm chân tại chỗ. Tử vi có tiết lộ từ giờ đến hết năm, có ba con giáp sẽ gặp được nhiều may mắn, làm gì cũng thuận lợi, và sự như ý, giàu có hơn người, tiền tiêu ba đời không hết. Vậy đó là những con giáp nào, họ sẽ nhận được những may mắn gì trong thời điểm sắp tới? Mời quý vị và các bạn hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát đi tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Ngoài ra, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Bên cạnh đó, trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mả âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Thứ nhất là tuổi Hợi. Chúc mừng tuổi Hợi là con giáp đầu tiên quý nhân tương trợ một bước thăng tiến tới thành công, giàu sang trả nóc khó ai sánh bằng từ nay đến cuối năm. Chiếm vị trí cuối cùng trong 12 con giáp, Lợi là con giáp khá ôn hòa và là con vật may mắn đại diện cho sự vui vẻ, vô tư, tài vận và giàu có. Tuổi Hợi ấm áp, trung thực và bao dung với người khác, họ có rất nhiều bạn bè vì sự chung thủy trong tình bạn và đạt giá trị cao trong mối quan hệ giữa hai người bạn. Bất cứ khi nào một người bạn cần họ sẽ giúp đỡ mà không do dự. Cụ thể, sự may mắn của tuổi Hợi từ giờ đến cuối năm 2021 được thể hiện trên các phương diện như sau. Về phương diện sự nghiệp, xem tử vi sự nghiệp tuổi Hợi từ nay đến cuối năm, các bậc thầy tử vi đã khẳng định mệnh chủ có tỷ kiên chiếu mệnh, vì thế bản mệnh sẽ gặp được quý nhân trên con đường tiến bước, nhờ thế mà mọi sự thuận lợi và suôn sẻ hơn rất nhiều lần. Thời gian trước đó, bản mệnh đã dành thời gian học tập, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, và đây là lúc thể hiện những gì bản mệnh đã học được. Thiên can canh kim cộng thêm tỷ kiên, cho nên tuổi Hợi sẽ phát triển cực tốt trong ngành tài chính hay những công việc có liên quan đến tiền bạc. Bản mệnh nên tìm cho mình công việc phù hợp để phát huy nội lực, không bỏ phí cơ hội phát triển cũng như lỡ bước sự giúp đỡ của quý nhân. Đồng thời, những mệnh chủ tuổi Hợi nên chủ động tìm kiếm cơ hội phát triển sự nghiệp cho mình, đừng ỷ lại vào quý nhân. Mục tiêu mình đề ra thì cần phải nỗ lực và cố gắng hết mình. Chẳng ai có thể lo được cho bạn ngoài chính bản thân bạn. Tất nhiên, trước khi có được thành quả đáng mơ ước, bản mệnh cũng phải vất vả tất bật. Thậm chí có thời điểm bản mệnh đã đổ bệnh vì căng thẳng công việc. May mắn sau tất cả, thiên quan sẽ mang tới không ít cơ hội phát triển và sự thăng tiến cho tuổi Hợi. Cho nên bản mệnh hãy chủ động nắm bắt. Về phương diện tài lộc, xem tử vi tuổi Hợi từ nay đến cuối năm, phía trên phương diện tài lộc sẽ nhận được sự giúp đỡ, nâng bước của trưởng bối. Những khó khăn, trở ngại cũng dễ dàng vượt qua. Bước khởi đầu có sự hậu thuẫn của gia đình, đó chính là tiền đề vô cùng thuận lợi trên con đường khởi nghiệp của tuổi Hợi. Bản mệnh hãy tận dụng cơ hội này để có những kế hoạch làm ăn kinh doanh kín kẽ, từng bước xây dựng nền đế chế của riêng mình. Đây là thời điểm rất tốt cho những mệnh chủ muốn bắt đầu khởi nghiệp. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng có thể dựa vào chính năng lực của bản thân để tăng thêm độ dày cho túi tiền của mình.
Bản mệnh có năng lực thực sự, có bằng cấp rõ ràng cùng với tham vọng và sự cố gắng không ngừng. Bản mệnh sẽ được cấp trên ưu ái, tăng thêm cho mức đãi ngộ hay tăng lương, tăng thưởng. Ngoài ra, các mệnh chủ tuổi Hợi cũng cần phải lưu ý đừng lúc nào cũng cho mình là đúng, mà cần phải lắng nghe, tiếp thu có chọn lọc ý kiến của những người xung quanh. Chủ động là tốt, nhưng cũng đừng tự dưng, tự tung, tự tác, làm gì cũng cần phải có kế hoạch rõ ràng. Bản mệnh cũng nên lấy tiết kiệm là chính, bởi đôi khi có sự bất ổn tài chính hoặc những việc cấp bách cần dùng đến. Tiền rất cần có khoản tích lũy từ trước nếu không muốn đi vay mượn người khác. Ngoài ra, Thầy Gia Cát còn khuyên gia chủ tuổi Hợi nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ, giúp đầu óc minh mẫn khi giải quyết mọi vấn đề. Công việc vì thế cũng được hanh thông, thu hút tài lộc và sự may mắn. Đặc biệt, ở pháp khí còn hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí, mang lại bình an cho bản mệnh trong thời gian sắp tới. Thứ hai là tuổi Tý. Chúc mừng tuổi Tý được thần tài ghé thăm, đổi đời đại gia từ giờ đến cuối năm. Mệnh chủ tuổi Tý thường là những người tiên phong dẫn đầu trong công việc. Họ có tài lãnh đạo, luôn đóng góp những ý tưởng độc đáo, sáng tạo khi làm việc tập thể. Họ sẵn sàng đối mặt với những khó khăn để đem lại thành công, sự giàu sang cho mình. Họ dành cả đời để tạo lên tiền bạc và địa vị. Nếu như không có hai thứ đó, thì cuộc sống của người tuổi Tý tưởng chừng không còn ý nghĩa. Họ cũng luôn đầy nhiệt huyết, tận tâm hết mình ở một vị trí cao. Tổ chức lãnh đạo người khác mới là công việc đem lại cho họ sự hứng thú. Bên cạnh đó, điểm may mắn của tuổi Tý từ giờ đến hết năm, cụ thể ở các phương diện như sau. Về phương diện sự nghiệp, xem tử vi tuổi Tý từ nay đến cuối năm cho thấy nhờ có tam hợp thái tuế, mệnh chủ như được gặp thiên thời điển lợi, tuổi Tý chỉ cần bổ sung yếu tố nhân hòa nữa là mưu sự dễ dàng, gặt hái thành quả rực rỡ. Những mệnh chủ làm công ăn lương trong thời gian này nhờ có quý nhân phù trợ mệnh chủ nên chú trọng mở rộng phương diện ngoại giao, tăng cường giao lưu, tiếp xúc với người quyền thế khi thời cơ đến. Họ sẽ là quý nhân nâng đỡ con đường thăng quan, tiến chức của bản mệnh. Những mệnh chủ làm trong lĩnh vực kinh doanh, tài chính, nếu biết nắm bắt thời cơ, bản mệnh sẽ gặp được cơ hội để thể hiện tài năng và năng lực của mình. Những mệnh chủ có ý định khởi nghiệp cũng sẽ được lòng trì các tinh trợ mệnh. Tuổi Tý có thêm được nhiều động lực, tinh thần phấn đấu mạnh mẽ, hơn hẳn những khát khao đến cháy bỏng. Còn những mệnh chủ đang làm nghề tự do trong thời điểm này cần xác định rõ mục tiêu cho mình, không nên quá tham lam, làm những việc thiếu đạo đức, bởi những việc này sẽ gây nguy hiểm và thị phi cho chính bản mệnh. Ngoài ra, công việc thuận lợi, quý nhân giúp đỡ nồng hậu và cũng chính là nguyên nhân gây ra sự ganh ghét, đố kỵ với mệnh chủ. Cho nên, bản mệnh nên cẩn trọng lời ăn tiếng nói, giữ gìn cảm xúc, bình tĩnh, giải quyết vấn đề, tránh nóng vội mà hỏng việc. Về phương diện tài vận, xem tử vi tuổi Tý từ nay đến cuối năm có bán hợp, kim cục, thúc đẩy tài chính vượng hỗ trợ rất lớn về mặt tài lộc và tiền bạc. Trong thời gian này, mệnh chủ gặp kim sinh tài, lại có thiên tài cát thần tương hỗ, mọi việc làm ăn, kinh doanh, phát đạt, làm nhiều hưởng nhiều, tiền bạc lúc nào cũng đủ đỉnh. Đặc biệt với những mệnh chủ đang làm trong lĩnh vực tài chính, kinh doanh hoặc thực phẩm, cả nguồn thu chính tài và thứ tài đều nở rộ, các mối quan hệ, chủ tớ, các mệnh chủ làm công ăn lương sớm có cơ hội thăng quan tiến chức. Các mệnh chủ làm kinh doanh buôn bán cũng có nguồn tài lộc dồi dào, một vốn, bốn lời, mua bay, bán đắt. Tuy nhiên, bản mệnh lúc nào cũng biết thế nào là đủ để dừng lại đúng lúc, không nên thấy những mối làm ăn lớn, kiếm lợi nhiều mà đầu tư không suy nghĩ, bởi những quyết định nóng vội có thể dẫn đến những sai lầm không đáng có, thậm chí có thể khiến bản mệnh rơi vào cảnh tiền mất, tật mang, phá sản. Ngoài ra, trong cuộc sống hàng ngày, bản mệnh nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý, không nên chi tiêu cho những việc không cần thiết, cho dù là khi tài chính dư giả, cũng nên biết giữ mình. Tử vi còn cho thấy từ nay đến cuối năm có thiên khắc cùng tinh tác động mạnh đến tinh thần bản mệnh, sinh ra những suy nghĩ tiêu cực về việc kiếm tiền, làm giàu, đang có xu hướng lười nhác, rất dễ kiếm tiền tuột khỏi tay. Cho nên để mọi việc được phát triển một cách hanh thông, thuận lợi và gặp nhiều may mắn, bản mệnh hãy mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, thân, tí,
Thìn. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp mệnh chủ đại thông năng lượng ngưng tụ thiên, địa, nhân, từ đó giúp mệnh chủ xua đuổi những hung tinh, tà ma, những kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập ở xung quanh. Vòng còn giúp bản mệnh hóa giải những thị phi, mâu thuẫn, tăng cường các mối quan hệ. Đồng thời, vật phẩm giúp tuổi Tý tăng may mắn, chiêu tài lộc, căn lành, chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong thời gian sắp tới. 3. Tuổi Mùi. Chúc mừng tuổi Mùi là con giáp cuối cùng nhận được lộc trời ban từ nay đến cuối năm 2021, có cơ hội đổi vận phát tài. Xếp vị trí thứ 8 trên tổng số 12 con giáp, tuổi Mùi đại diện cho sự đoàn kết, hòa đồng, điềm tĩnh. Những người sinh vào năm Mùi là người lịch sự, hòa nhã, có phần nhút nhát, giàu trí tưởng tượng, quyết đoán và có gu thẩm mỹ tốt. Về mặt tiêu cực, đôi khi lúc nào họ cũng bi quan, không thực tế, thiển cận và thận trọng trong hành vi. Bên cạnh đó, những người tuổi Mùi còn có một sức sống rất mạnh mẽ, có một ý chí sắt đá, có tinh thần dám nghĩ, dám làm. Bên dưới vẻ ngoài mềm mại và mịn màng của họ là khi xử lý các nhiệm vụ, họ không bốc đồng mà luôn chỉnh chu, phân tích kỹ, hoàn thành một cách thỏa đáng. Trong mối quan hệ giữa các cá nhân và về mặt kinh doanh, họ luôn là những người tuyệt vời, nhưng đôi khi mọi thứ có thể trở nên khủng khiếp với trái tim mạnh mẽ của họ. Cụ thể về sự nghiệp, xem tử vi tuổi Mùi từ nay đến cuối năm 2021 cho thấy bản mệnh được lục hợp quý nhân tương trợ, nên chuyện làm ăn, công việc, sự nghiệp của mệnh chủ tuổi Mùi nói chung đang khá thuận lợi. Bản mệnh có thể thăng tiến rõ rệt và có nhiều cơ hội thăng chức, tăng lương. Thêm nữa, sự nghiệp của tuổi Mùi lúc này có thiên ấn và chính ấn cùng trợ mệnh, chuyện học hành, thi cử, lấy bằng cấp, chuyện xin việc và thăng quan tiến chức sẽ vô cùng dễ dàng. Ngoài ra nhờ chính quang tương hỗ như mệnh chủ làm công ăn lương, có sự nghiệp thăng tiến không ngừng, sự cố gắng trước đó cùng quý nhân tương trợ, bản mệnh có thể được cân nhắc vị trí công việc tốt hơn hoặc làm quản lý. Những người làm đầu tư kinh doanh cũng đừng nên do dự quá nhiều, cần phải chủ động tìm kiếm nắm giữ cơ hội dành cho mình, đừng lười biếng, đôi khi cần thay đổi những quan niệm theo lối mòn mới của cơ thể để tạo ra sự đột phá. Thêm nữa, nhờ quan tương sinh, hỗ trợ lại thêm quý nhân lục hợp thái tuế bản mệnh, cho nên bản mệnh có thể xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp với cấp trên, cấp dưới, đồng nghiệp. Điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho bản mệnh trong tương lai. Về phương diện tài vận, xem vận trình tử vi tài lộc của tuổi Mùi từ nay đến cuối năm 2021 cho thấy mệnh chủ có canh kim thiên quan tọa thái tuế chính ấn, con đường tài lộc vì thế khá tốt. Mệnh chủ sẽ đạt được sự thăng tiến trong lương thưởng và mức độ đại ngộ. Bản mệnh còn có thể được quý nhân phù trợ về tài vận và không ngừng phát triển. Quý vị thân mến, tuổi Mùi có thể là nữ mệnh lớn tuổi hơn trong nhà hoặc người thân lớn tuổi về bên phía họ ngoại. Chỉ cần bản mệnh chăm chỉ làm việc, không lo thiếu tiền xài. Ngoài ra lúc này tài vận đang vượng, bản thân có thể thử sức mình với các kế hoạch, với dự án mới, thị trường mới, chứng khoán, vàng bạc, bất động sản. Tuy nhiên vì đây là những lĩnh vực mới, nếu chưa có sự tìm hiểu thị trường hoặc nắm rõ các thông tin thì mệnh chủ tuổi Mùi cần suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng của mình. Bản mệnh cũng nên lấy chính tài làm chủ, nhưng mệnh chủ làm công ăn lương không nên dành quá nhiều thời gian vào những việc tay trái, bởi nếu không kiểm soát tốt sự cân đối công việc có thể bị ảnh hưởng khá nhiều. Bên cạnh đó, thời điểm này được thần tài ban cho khá nhiều cơ hội, nên tuổi Mùi cần đặc biệt lưu ý tập trung vào công việc của mình, đừng hấp tấp vội vàng, đừng núi này trông núi nọ mà để cơ hội trôi qua một cách đáng tiếc. Đồng thời để kích hoạt vận khí cát lành, thúc đẩy công việc hành thông, sự nghiệp tiến triển, thầy gia cát khuyên mệnh chủ tuổi Mùi hãy sử dụng pháp khí phong thủy nhà Phật, bát bảo, tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh vận hạn luôn rình rập ở xung quanh, từ đó pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn, chiêu tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời khi mang pháp khí bên mình sẽ như tấm bùa hộ thân, bảo vệ, tương trợ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong năm Tân Sửu. Hy vọng với những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Mọi người đừng quên like, đăng ký, nhấn vào tín hiệu chuông để nhận thông báo mới nhất của kênh và đừng bỏ lỡ bất kỳ video và thông tin nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.